Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Có lẽ là hơi sai lầm ông ạ, chế độ săn đêm này thì đồ chắc nó vẫn bình thường à? À đâu có đâu. Có 33 này nhưng mà lại đào đâu ra được cái giáp 2 ông ạ? À, ô, săn đêm là có mỗi EDM à? Cũng hay đấy ông ạ. Thế thì đi căn sọc cho nó ông ơi. Ui, thấy hạ cục bằng tay là gắt rồi đây, có bụi cây này nha mày. Lâu lắm rồi kẹo không có trang bị cái bụi cây ấy. Hôm nay là gấu béo trang bị cái bụi cây trông nó lại kiểu đáng yêu thật anh em ạ. Anh em là có thấy đáng yêu không ạ? Đây mình có đạn súng bắn tỉa rồi bạn ơi, còn chưa có súng này. Ui. Thế cho nó tận hạ cũng trong bằng tay là mình thấy cảm giác hơi sợ anh em ơi, mặc cái bộ đồ bụi cây này ấy. Trang bị trang ngon đấy anh em ạ, không phải lo gì đâu. Map săn đêm này mà có được cái ống ngắm nhiệt thì chơi game phải gọi là best. Nhưng mà mình thấy thì EDM nó được hỗ trợ ống ngắm 8x mà lại không có hỗ trợ ống ngắm nhiệt. Bạn ơi, mình chưa có khẩu súng nào bạn ơi. Ơ không có EDM á. What the hell, thế săn đêm phải đấm tay cả ông à? Tại đi cho đạn súng bắn tỉa là cái gì? Tôi cũng thấy đạn súng tỉa ông ơi. Có lẽ là hơi bị sai lầm à? Cho đạn mà không cho súng anh em ơi. Thế toàn hạ cục bằng tay này ông ơi. What the hell, con này hơi cao ông ơi. Hạ cục bằng tay à? À đù, lại cho cả bụi cây nhưng mà hạ cục bằng tay ông ơi. Ui ui. Thế mặc bộ đồ bụi cây làm gì, tôi vứt bụi cây nhá. Thế tôi với ông đi đấm cho nó bằng tay ông ơi. Lâu lắm rồi mình có một cái chế độ gọi là hay như này anh em ạ. Tôi tưởng là sẽ có EDM chứ anh em. Tôi tưởng là bạn có súng rồi, hóa ra cũng chưa à? Đây em ơi. Anh thấy là anh chẳng tìm thấy súng bắn tỉa đâu anh em ạ. Thấy mỗi túi máu này với lại 33 này. Đó ngoài ra thì có cả giáp 2 ấy. Kiểu này là nhà phát hành bắt chúng ta là đấm tay rồi anh em ạ. Thấy toàn hạ cục bạ bằng tay này. À, bây giờ là còn lại có 8 mạng nữa. Sát thủ ấy, đây tôi với ông đi chung này. Đi dã cho nó thôi, chứ biết sao giờ. Kiểu mà không có súng thì chỉ biết đấm tay thôi. Có dao nữa à? Thế thì ngon. Có cái bút chè trong nhà gỗ này. Nhà gỗ nhỏ, gỗ nhỏ. Đây, đang kiếm mọi người, đang kiếm mọi người. À, AWM rồi ông ơi, ngon. Có rồi à? Ui, mình có rồi bạn ơi. Biết ngay mà ông lại bảo không có súng AWM thì hơi bị sai lầm đấy. Đây người ta gọi là những cái người mà có những cái người tâm hồn thánh thiện mới có được súng này thôi ông ơi. Đấy, ông thấy chưa? Mập tròn mới có. Do số cả ông ạ, đấy. Ăn ở cả thôi ông ơi. Ui, nhà em ạ, AWM mà có cả ống ngắm nhiệt à anh? Anh không biết nữa. What the hell, AWM có cả ống nhiệt luôn anh em ạ. Kiểu trang bị sẵn này ngon chưa anh em? Cửa này thì game Free Fire nó hỗ trợ cho anh em chơi khá tốt rồi anh em ạ. Ngon. Thật sự cho anh em ơi. Chế độ săn đêm này cảm giác chơi cũng thú vị đấy. Tôi thấy nó khá là hay anh em ạ. Sao bạn, Toàn đấm tay, các cháu toàn đấm tay nhưng mà đây tôi chơi EDM này tí nữa ơi. Cố gắng căn lấy vài mạng. Ui, các cháu toàn chơi tay không anh em ạ. Chứ là có lẽ là bắn súng bắn tỉa khó khăn quá à. Cũng nhận tôi cũng thấy khó khăn anh em ạ. Đâu đâu bạn ơi. Chỉ có một khẩu ấy, mình đoán thế. Đâu phải thế ông, kêu một trận có một khẩu là hơi bị sai lầm ấy. Thôi nha em ơi, bây giờ thì kẹo mặc lại bộ đồ cỏ nhá. Đây mặc lại bộ đồ cỏ này anh em ơi. Có mỗi giáp 2 này, không biết là có nâng giáp không ông ơi. Xem có nâng giáp này, nâng lên giáp 3, không có à. Ôi, xem ra này mình cũng là một cái người may mắn anh em ạ. Đấy. Người may mắn là có cả một cái súng bắn tỉa này, ngon chưa anh em ơi. Mỗi tội là chạy mãi chỉ thấy người này. Ờ, đây sẽ là AWM được trang bị sẵn cái ống ngắm 8x nhá. Đã chưa anh em? À, có lẽ của tôi bảo là những người đắt tiền mới nhặt được ông ạ. Đây đây. À, ok. Thế có lẽ như là anh em nếu mà kiếm được súng AWM trong chế độ săn đêm cũng là một cái sự khá là khó khăn đấy anh em ạ. À, bạn đây. Ở hướng 330 nha, 330 nha bạn ơi. 330 nha bạn ơi. Nó có súng không? Ôi, mình đang... Nó chưa có súng bạn ơi. Nó tay không này. Đâu, mình đang chờ cho nó chạy qua để bắn đây. What the hell? Hai team à? Có tao trong nhà đá ấy à? Hai thằng. What the hell? Ba đứa chắc đang lừa nhau đánh nhau à? Tao đang tính cắt sọ cho nó không ơi? Một thằng á? Thế thì ghê rồi, đây. Đang xem cắt sọ bạn đây, Ui, xem chúng nó đấm nhau này. Funny vãi trưởng ạ. Bắn đệ một phát này, ui, không trúng ông ơi. Okay, thằng nào cũng có được đi em vậy? Nào có FD em vậy? Bắn cơ nè. What the hell, bắn súng có vẻ như là hơi khó khăn anh em ạ. Bắn súng có vẻ như là hơi khó khăn anh em ơi. Thế có lẽ là kẹo sẽ chạy lại gần hơn nữa. Đơn giản là chúng nó có chạy đâu ông ạ. Đậu xanh một năm méo rồi ông ơi, đấm phát nhẹ là nó đai. Đai chung ơi, đấm phát nhẹ thôi ông ơi. Ui, bay giáp rồi anh em ơi, Bắn cho bây giờ thằng này. Đây bắn cho ông ạ, tôi bắn cho ông ạ, ok. Một mạng đầu tiên bắn bằng AWM anh em ạ. Còn tụi cuối thôi à? Qua đây à? Wow, để coi ông ơi. Xem hãn thằng cuối luôn kiếm top 1 đâu. Đâu ông?
Ok, tôi ngại gì, tôi cũng có để đuổi em mà ông. Ui, đâu bạn, đâu bạn, 30, 30 á? À, đang chạy à? Để coi. Tán tích nhá, ok, ok, đây, đây ông ơi, đây ông ơi. Ui, đây ông ơi, 1-2-2 máu rồi ông ơi. Nó có giáp bà, 1-2-2 máu rồi ông ơi. Đâm cái đéo ở đây. Ui, đây, đây, bạn đây, đây. Tôi đang canh nó đâu này. À, đập nó. Đập nó đây ông ơi, dễ mà. Đây bạn, đây bạn, đây, đây bạn đây. Ui, đây. Đây này, ui, bắn hút rồi ông ơi. Chế độ này hơi khó, nó chạy liên tục mà. Ui, nó chạy liên tục mà này ông ơi. Cứ bắn đi, đùa nó đứng lại. Đây này, bắn liên tục này bạn đây. Đấy, ui, bạn đây hơi khó, hơi khó bạn này đây. Đúng rồi bạn đây. Ui, hay quá bạn nhỉ. Đây. Team sĩ kẹo support king cho anh em mỗi tuần là nếu mà căn sọ bạn đi em hơi khó đấy. Đây, sĩ kẹo bạn đi em cũng mù mắt rồi anh em ạ. Những pha sấy mù mắt sẽ nhảy xuống đây cái đã. Đó, quan trọng đó là cái kỹ năng đấm tay mà mình chơi cái con cấu kia nó cứ sao sao anh em ạ. Thế là bây giờ đổi qua cái nhân vật này chơi nó kiểu chắc là nó sẽ easy hơn. Tôi mặc cái giáp với lại con dao vào cái đã. Ok, có giáp với dao này. Bây giờ cùng kẹo săn người nào anh em ơi. Hay bạn mình đây. Ôi mình đây rồi bạn ơi. Đập nó, à nó chạy này. Mày chạy à. Nhảy cao đấy nhỉ em. Ui, nhảy cao nhỉ, nó có SKL không ạ? Thằng này chạy nhanh thật. Ui, chạy nhanh vãi trưởng ơi, hay lắm bạn ơi. Chạy nhanh à? Wow. Ui, chạy nhanh như hack vậy ông ơi, chạy nhanh như hack vậy. Mày chạy này. Chạy đi em ơi. Chạy làm cái gì, vỡ đầu cho em ơi, đây. Sát thủ ơi, qua phía này ông ơi, phía này đông người phết không ạ? Ui, phía này đang có hai thằng đang đấm nhau này. What the hell, ok. Vả nó rồi ông ơi. Đang vả nốt nó luôn, vả nốt luôn này, ok. Ui rồi ôi, bạn tôi hay quá nhỉ đứa. Tí nữa nó đâm nhắn mình bạn ạ. Ok ngon. Đây tôi với ông hợp tác quá là ý luôn. Nãy giờ mặc cái bộ trang phục gấu này béo quá. Bây giờ mặc cái bộ trang phục này anh em đảm bảo nó chơi game ok nhá. Quẩy thoải mái luôn anh em ạ, không có ngại. Ok mọi người. Và như vậy thì ở trong cái vài đấu này còn lại đó là 10 người chơi nữa đó. Chúng ta hãy cùng đi săn mạng anh em ơi. Cùng kẹo đi săn mạng nhé mọi người ơi. Wow. Lên phía trên này một xíu nữa này anh em. Ở ngay hướng E các bạn ạ. Wow. Trên này có ai không vậy? Chưa thấy ai cả, đơn giản là bởi vì là bo nó đang còn khá là to ấy. Nên là các bạn sẽ chờ cái bo nó thu nhỏ lại một xíu thì cái việc kiếm người thì nó sẽ rất là dễ thôi. Được chưa anh em? Ui đã bị hạ này. Hay bạn ơi. Một đứa đang chạy này bạn ơi. Ui giời ơi, 100 máu rồi bạn ơi. Một viên nữa. Một viên nữa sát thủ ơi. Cục chưa? À, nó chạy này. Nó chạy này ơi. Ui. Bắn ấy đứa em cả. Sợ quá nhỉ. Ui hai đứa ơi. Ok nó một bạn ơi. Còn một đứa nữa bạn ơi. Bạn nó này. Ui, nó bắn mình này. Ghê vậy. Ui. Kêu nó bắn ghê với trưởng ơi. Đập nó. Không cho nó sống. Ui thằng này bắn ghê với trưởng đây. Sát thủ ơi, chạy qua cứu mình cái, mình sắp die rồi bạn ơi. Rồi, yên tâm. Không hiểu sao này bắn ghê vãi trưởng anh em ơi, tôi có mặc giáp 2 đàng hoàng mà. Nó bắn vào đầu anh em ạ. Ui, chạy gần thế mà bắn vào đầu được, thế thì hay rồi anh em ạ. Chạy gần thế mà quả bắn vào đầu thì kẹo chịu rồi anh em ạ. Có lẽ là hơi bị khó khăn. Kẹo chỉ gà mà anh em đâu có chơi hay đâu, kẹo chỉ gà mà anh em. Bây giờ là lượm một mớ máu rồi anh em ạ. Đó. Chạy xuống đây cái đã anh em ạ. Wow. Cùng kẹo đi sa mạc đó anh em ơi, còn lại có 4 thằng nữa thôi. Bo này có to lắm. Nên là cái việc kiếm người hơi bị khó khăn đấy. Gất cốt nhập vào đâu vậy? Mình bắn lộn vào đây. Thì anh em sẽ chỉ cần anh em sẽ truy cập vào trang đó là reviewer.ms.canada.com.vn thì phải anh em ạ. Đấy. Nó là cái trang mà thường xuyên nhập cái gất cốt của Free Fire. Hoặc là anh em có thể là liên hệ luôn cái fanpage của Ghana Free Fire nha anh em. Tôi mới là đổi súng cho tôi toàn bắn lộn thôi ạ. Chứ có gì đâu hả bạn. Ôi. Trên nhà hướng đó với kép. Nhà? Đâu vậy nào với kép á? Hai tầng á? Qua để coi. Ok chết luôn. Thế thì ghê rồi. Bạn bè theo so nó thì ghê rồi bạn ơi. Mình với bạn chạy qua đây này. Wow. Hello các bạn. Úi trời ơi, còn lại có 3 thằng nữa thôi không ạ. Bây giờ phải gọi là kiếm người, phải gọi là ngon có mắt luôn ơi. Và anh em lưu ý là ở trong chế độ tốc chiến anh em sẽ không thể trang bị được bất cứ cái kỹ năng nào ở đâu. Cái trang bị nào ví dụ như là anh em không trang bị được drone thính này,
không trang bị được bản đồ kho báu này cũng như là thêm cả huy hiệu thợ săn nữa. Anh em sẽ chỉ gọi là chơi game bình thường thôi nha em ạ, không trang bị được bất cứ trang bị nào. Ê, ê bạn ơi, sao? phía sau ở ngay hướng 330 này, 330 bạn ơi, nó chạy này. À, nó chạy ở ngay gốc cây hướng 330 nhá. Ok, chuẩn bị nó vào nhà ông ơi, quá đập luôn này. Một mấy máu à thằng này. Được rồi bạn, ăn lên, let's go. Thêm phát nữa chứ. Đây bạn, đây nó chuyển qua nhà xe rồi bạn ơi. Có lẽ là hơi ghê đấy. Đây kẹo chị qua rồi anh em ạ, kẹo ngại gì, chạy qua vào nó anh em ơi. Ê hey you, bên này à, mày chạy à. Ui bắn nó nhưng mà hơi khó anh em ơi, chắc là sẽ chạy qua và đập tay luôn. Đây mình cầm dao này, đang đập nó bạn đây. Hey you đứng lại. Ui lại chạy nữa, đây đang bắn nó bạn đây. Ui đậu xanh, làm gì mà ghê vậy. Ui đây bạn đây. Mình cầm gậy, mình cầm dao này, vả nó này. Ok này, vỡ đầu cho em. Mày định chơi anh nhỉ? Hay lắm em ạ. Vâng. Như vậy thì kẹo đã có được mạng thứ 5 rồi nhá. Ghê chưa anh em. Có lẽ là mình sẽ ăn xong cái nấm cái đã. Ok. Quá ngon rồi nha mọi người ơi. Chạy qua đây cái đã nào anh em ơi. Đâu bạn, bạn 15 á. Ok đấy. Kẹo qua ngay luôn. Sau nhà này. Đây mình chạy con luôn này. Đó, nó rút sẵn súng rồi. Wow. Rút sẵn súng rồi ra cả. Đây đây. Vào vả nó. Ui. Đây. Mày làm gì vậy? À. À. Bạn nó đang chạy ngoài à? Đây bạn ơi. Ui đây bạn đây. Ok nhân dấu này. Ui giời ơi, tuyệt vời. Nhảy bạn ơi, nhảy thang lên kia này. Ui giời ơi. Đây sát thủ quỳ lại đi bạn ơi. Thanh niên. Ui giời ơi, sẽ kẹo tới một nhà anh em ơi. Ok, trận này thì sẽ kẹo đã được tới một với 6 kill, sát thủ đó là 5 kill anh em ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.